Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục hôm nay là một cái con game có tên là LOK2, còn gọi là Lock 2, server Nam Bắc nha anh em. Cụm máy chủ là Nam Bắc luôn. Và hôm nay là chính thức mở cửa để test. Và ngày 7 tháng 7 10 giờ chủ nhật là sẽ mở cửa phần chính thức. Thì hôm nay vào trong đây để mà mình review một số sự kiện cho anh em. Đầu tiên thì một cái nhóm Zalo của bên mình nó đã lên được 1k thành viên rồi. Chứ nữa mình cũng sẽ để một cái link Zalo, một cái link tải để cho các anh em vào trong đây biết, chia sẻ và trải nghiệm cùng một cái con game cực kỳ là hot. Anh em vô rất là đông, test rất là nhiệt tình nha anh em. Và theo thường lệ thì các anh em muốn vào một server, các anh em cứ việc tạo rồi vô. Không, server bên mình chỉ hỗ trợ cho anh em là một Zalo, chỉ mở cho được hai acc thôi. Làm sao để test được thì anh em đầu tiên các anh em phải tạo cho mình một cái tài khoản. Khi tạo xong tài khoản, các anh em vào tạo cho mình full 5 con nhân vật để các anh em báo về bên mình. Báo về bên mình sẽ mở cái tài khoản anh em ra và sẽ mở lock những con nhân vật đó ra để bên mình hạn chế clone tốt nhất có thể. Anh em vào trong đây chỉ là người thật chơi với nhau chứ không có clone đại trà mà nó cấm. Nên cái chuyện mà chơi server nó sạch thì các anh em yên tâm. Và đây là một cái server tâm huyết, một cái server dị bản nằm ở chế độ là Session 3.2, có tên là server Nam Bắc nha anh em. Hiện tại server này không có socket, max đồ chỉ là đồ 380 và max win chỉ có là một cái win 3 thôi. Hiện giờ bên mình đang mở cửa test bán đồ chỉ có mà là một gen để cho các anh em vào trong đây để trải nghiệm mua từ món. Thì điển hình đầu tiên các anh em sẽ có những cái hộp quà, các anh em có thể là vào trong đây test quăng ra những hộp quà này xem kiếm được cái gì. Nhưng mình khuyên anh em nếu mà kiếm nhẫn dây chuyền thì mua cho mình cái hộp màu cam, kiếm đồ thì các anh em mua cho mình hộp màu hường, và kiếm vũ khí các anh em mua cho mình cái túi quà, còn kiếm khiên thì các anh em mua cho mình một cái bot này đây. Thì những cái bot này nó sẽ quăng ra, và tốt nhất thì các anh em ngay cái thời điểm bây giờ các anh em có thể là vào trong đây để test. Vì khi up fun mình đã nói rất là nhiều, cái thời gian test của anh em á là các anh em để trải nghiệm một cái con game và làm trong đây những cái gì mà cần thiết nhất. Như ví dụ khi mới vào một cái con game chơi ở thời gian đầu, các anh em làm gì có phôi mà để quay được cái win 3, nhưng mà vào trong server test là các anh em quay được win 3. Qua tỷ lệ phần trăm sạch và tỷ lệ phần trăm thành công nó sẽ y chang với nhau luôn, nó không có khác đâu. Ví dụ như là ở một cái bản test nó 5% thì bản chính thức nó cũng 5%, chứ không phải là cái bản test để vô 100% để cho các anh em quay, cái đó là không có đâu nha. Ở đây thì Ngọc bên mình cũng bán cho thành cụm, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu hết. Lâm lá đồ đầy đủ hết, kỹ năng skill, nói chung tất cả những cái cơ bản thì bên mình đã làm hết ở bên đây. Vì đây là một cái session thấp nên không có những cái món đồ cấp cao, nên chỉ có là những cái nào mà phổ thông nhất có thể. Mình sẽ mua vài cái hộp mình test cho anh em xem. Tiếp theo thì mình sẽ ra ngoài đây, mình sẽ quăng những cái hộp quà này ra xem là của mình nhận được gì. Đầu tiên mình sẽ quăng kiếm nhẫn qua dây chuyền. Nhẫn qua dây chuyền thì nó sẽ cho chúng ta là ba ốp của một cái server, nó có là ba ốp nha. Thì mình có dây chuyền ba ốp nè và có nhẫn bóp. Hồi trưa thì mình like ở bên TikTok đó anh em. Còn bây giờ mình vào trong đây để mình làm cho anh em xem. Theo là mình sẽ quăng ra những cái vũ khí đây. Vũ khí nào của anh em cần á thì các anh em có thể là dùng, còn không cần á thì thôi cứ bỏ nha anh em. Các anh em nhặt vô nhiều quá nó chặt gương chứ không làm gì. Thì vũ khí thì nó chưa có cái gì ra quá nhiều. Nhẫn qua dây chuyền thì các anh em sẽ quăng chắc lội, quăng cái nào là nhặt được cái nấy. Mình sẽ nhặt vô hết cho anh em xem một lát coi có cái nào siêu phẩm không. Tiếp theo mình sẽ quăng những cái món đồ ra nữa đây. Đồ á thì mình lụm vừa đủ mặt ở trên người chứ chưa có lụm quá nhiều. Ở đây cũng có một cái tay, giờ này mưa đang to nha anh em. Như vậy thì nó cũng chưa có gì quá nguy hiểm. Ở đây là một cái gin hai ọp, tiếp theo một cái gin cũng là hai ọp luôn, một cái ben hai ọp, một cái gin ba ọp. Ở đây là sát sức ga gin ba ọp rất là cao anh em ạ. Ở đây giảm sát thương đối thủ và HP thì như vậy nó sẽ có một cái phần nào đó là nó rất là ngon. Ở đây là phản gen sát thương pháp thuật thì mình sẽ bỏ cái này xuống, giảm sát thương đây, giảm sát thương tỷ lệ gen, cái này chỉ có một ọp thôi. Đó là những cái cơ bản nha. Còn các anh em muốn đổi màu cho đẹp á thì các anh em mua ngọc, các anh em quăng vô. Mình đổi mới đổi qua một cái là màu tím mộng mơ đấy, các anh em có thể là mua free hết ở trên những cái shop. Và ở đây mình sẽ test nhanh cho anh em biết luôn là save win 3, tại vì win 1 win 2 thì nó quá dễ rồi anh em ạ. Win 1 win 2 thì mình đã có làm, mình test rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ mua những cái nguyên liệu mình xây win 3. Muốn xây được win 3 thì các anh em phải có đá condor và cái long vũ condor. Mình sẽ quay test 3 bộ, tại vì hôm nay trên một cái live TikTok là mình quay ra được hai cái win 3 của con thương thủ của mình. Thì các anh em mua cho mình là 3 cặp B và 3 cặp S. Ở đây trong túi đồ mình có một chao thì mình tiếp tục mình mua một chao nữa, rồi anh em mua cho mình là 3 cờ ghe. Cờ ghe dùng để xây win 3 mình nè.
Rồi, như vậy là chúng ta đã có công cụ để mà xây được Win3, thì các anh em đi qua bên map là Nugia cho mình, cũng như thường lệ anh em đi lại NBC ưu tiên sáng tạo, các anh em bỏ nguyên liệu vào, vì các anh em không biết thì các anh em có thể là nhìn ở đây ngọc sáng tạo, hỗn nguyên rồi tâm linh các kiểu, nó sẽ phục lên ở đây cho anh em biết. Mỗi một cái là 10 nha, B10, S10, Chao 1, Cre 1, đá Condor và Long Condor, tỷ lệ cho chúng ta là chỉ có 5% thôi, nhưng mà mình đã quay ra hai cái nha anh em. Tiếp theo là sập tiếp nha, mình sẽ quay tiếp một cái Win3 đi vào trong lòng đất anh em ạ. À, tiếp tục là xịt nữa anh em ơi. Hồi trưa là mình đã làm rất là nhiều, anh em cười mình cũng rất là nhiều luôn. Nhất bá tam nhì ba cái, không thể để cho anh em chờ lâu, tại vì mình sẽ test nhanh, mình review nhanh để cho các anh em vào trong đây để trải nghiệm. Có đồ, có vũ khí, các anh em cần thiết phải có cái win, lẫm cái win à. Rồi, còn là ra win tàng hình anh em à. Thì đây, đây là một cái win của mình ở đây, một cái win của thương thủ win 3 nha. Khi mà các anh em kiếm cho mình nè, đầu tiên các anh em kiếm cho mình một cái bộ đồ cho nó đẹp, đỡ lạnh người. Thứ hai là các anh em kiếm cho mình là bộ nhẫn và dây chuyền cho nó ưng ý nhất, whip nhất server. Các anh em có thể là chụp ảnh phe lên với tất cả anh em đồng nghiệp của mình, những anh em nào fan cuồng của Mu thì vào trong đây người ta sẽ chấm điểm và đánh giá. Tiếp theo anh em sẽ kiếm một cái công cụ cho nó cao nhất có thể, như ví dụ cái cấp này là cấp tối đa, các anh em kiếm cái ọp cho nó đẹp, như ví dụ các anh em kiếm cho mình là hai ọp, một ọp là 10%, một ọp là 2%, cho nó mắc pin lên. Và tiếp theo là các anh em phải mằn mò làm sao cho mình ra một cái win ba cho nó chuẩn chu nhất có thể. Khi mà đã có đầy đủ hết rồi, bộ đồ, vũ khí, win, thì các anh em quay lại các anh em ép lên, các anh em ép từ 1 cho tới lên 11, 12, 13. 13 là mình nghĩ là các anh em lên tới 13 thôi là hết ga rồi, không còn gặn ga được cái gì nữa hết, cái đó là mình hết ga. Còn không các anh em cứ để 11 cho mình full set đồ. Các anh em nhớ là kiếm cho mình cái dòng lúc nha, không lúc là các anh em đập rất là khai. Khi mà đã có tất cả những cái yêu cầu cộng hưởng vô, có đồ có vũ khí hết rồi, các anh em ra đây cộng cái lượng bon cho mình, vì khi mới tạo nhân vật thì bên mình sẽ ADD cho các anh em là full bon luôn. Các anh em chỉ vào trong đây test rồi cộng bon rồi các anh em đi BK thôi, chứ không làm cái gì nhiều hết. Và hôm nay là ngày mở cửa chính thức, là ngày 2 tháng 7, khi mà mở up chính thức là ngày 7 tháng 7, hôm nay là ngày test nha. Và cái ngày 7 tháng 7 là cái ngày mở cửa chính thức nha anh em. Thì ở đây các anh em hỏi là cái server test mình làm lên rồi, khi mà mở cửa nó có mắc không, là sẽ mắc hết nha anh em, không còn cái gì trên người hết, thậm chí là cái tài khoản anh em cần thiết phải tạo lại luôn á anh em à. Nhiều khi rồi các anh em bị lộ thông tin. Và đặc biệt một cái server mới này cho anh em chơi nó an toàn nhất, an tâm nhất, thì các anh em muốn mua bán giao dịch gì cứ việc liên hệ bên mình, các anh em mua bên mình cũng được, còn không mua bên mình cũng không sao, các anh em có thể là nhờ mình để đứng ra trung gian cho các anh em, chỉ lấy một ly cà phê thôi anh em. Tại vì lúc trước mình không nhận cà phê thì các anh em lại ngại, tại vì không mua đồ bên mình mà kêu mình trung gian, thì cái đó các anh em là một suy nghĩ rất là sai lầm, một suy nghĩ rất là trẻ ngừ non dạ. Không mua bên mình nhưng mà vẫn nhờ mình trung gian là chuyện bình thường hết, mình trung gian cho các anh em rất rất là nhiều. Những anh em nào mà có chơi thì thừa biết người ta chơi rất là an tâm. Còn bây giờ mình sẽ trung gian mình nhận tiền cà phê cho các anh em yên tâm, tại vì các anh em không mua bên mình thì mình cũng vẫn lấy tiền cà phê của các anh em, cái đó là thuận tiện đôi bề. Nói như vậy cho nó muôn nha anh em, tại nhiều khi anh em nó ngại, vì bên mình cũng có bán đồ mà các anh em không mua, tại bên mình bán đồ ra là bán giá chuẩn, còn những anh em ở trong một cái server thì người ta sẽ bán ra một cái giá là thanh lý. Ví dụ người ta chán con nhân vật này, người ta thanh lý cho nó rẻ đi, mình bán với cái mức là 100 thì người ta bán lại 80 hoặc là 70, người ta bán lẻ đi cho người ta bù tiền vô, người ta mua bộ đồ mới. Như vậy là những anh em mà mua sang tay với nhau thì đánh vào tâm lý mà anh em ham đồ rẻ thì những cái con bốn chân nó sẽ dắt mũi anh em liền, nó vô nó cạp cái giò anh em, đảm bảo hứa với các anh em luôn. Thì như vậy mình sẽ nói lên trên đây cho anh em biết, và chỉ nói mình sẽ up lên một cái nhóm và up lên cái trang của mình, thì mình sẽ nhận trung gian tính tiền cà phê nha, chứ không phải không tính đâu, để cho các anh em đừng có ngại nữa anh em à. Hiện tại thì ở Gobin đang quay đồ rất là nhiệt tình, từ khi mở cửa tới giờ Gobin nó tiếp khách không ngớt luôn, và ở bên cô bé bán dạo này cũng là tiếp khách không ngớt luôn, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ở một cái tình trạng là quá tải. Và cái ông mod thì ổng bị tiền đình luôn anh em à, kêu ổng ghét rồi bây giờ ổng phá máy luôn, anh em cứ vô là kêu ổng mở ạc ghét mà ổng phá máy luôn. Nhưng mà mình nói cho vui, ổng phá máy đặng đi ăn cơm á anh em, đặng ăn xong rồi cũng mở máy lại để phục vụ anh em tiếp nha. Như điển hình cái anh GF đây nè, anh tới mùa quýt anh mới quay ra được một cái win, tại vì cái win của cái con DL với cái win của cái con GF này nó cực kỳ khó ra, mà ông chọn cái con GF như gì thì cái tới mùa quýt mới được nha. Và tất cả những NPC bán đồ thì cũng y chang những cái server khác thôi. À, các anh em có thể là lại cô bé bán dạo nè, vào trong quầy bar nè, hoặc là qua bên là bắt thời gian, hoặc là cô phù thủy qua bên Daviad cũng có luôn. Và Baby Lan thì mua đồ của thương thủ, tiếp theo đó là Nogia, các anh em mua đồ của cái con cung nữ nha. Hiện tại thì cung nữ người ta đã lên một cây nỏ thánh nữ nè, một bộ đồ thái bình nè, và kèm theo một cái win ba cực kỳ đẹp nha. Bên đây cũng có một anh như vậy đây, mình nói thì nó hơi tối một tí nhưng mà không sao. Mình mới nói anh GF này anh có hẳn luôn cái win kìa anh em à. Như vậy các anh em biết là cái sức chịu chơi và cái chịu đựng và nói chung là cái chịu mài mò của anh là nó xuyên vũ trụ rồi anh em à. Mà sao mắc mới gì vậy, anh đi quay cái win 2 nha, anh cũng
rất là chịu chơi luôn á. Tại vì Win 2 xây qua cũng được đó nha. Các anh em lụm cho mình một món đồ, các anh em cộng lên cho mình là 4, đập thêm một upline, các anh em xây ra vũ khí trao. Vũ khí trao các anh em quay ra cái Win 1, vì trong đây là mình có bán một cái lông vũ đây. Các anh em có thể là mua lông vũ các anh em xây ra cái Win 2 nha. Chừng nữa thì mình sẽ đi làm cái Win 2 cho anh em xem. Vì ở trong đây nó không có bán đồ cộng sẵn. Lúc trước thì sẽ có bán đồ cộng 7 thì các anh em không cần kiếm form. Bây giờ không có thì các anh em cứ việc mua một cái đồ thí đại này, kiếm cái đồ lúc các anh em cộng lên 4, không lúc cũng không sao. Tại vì cộng lên 4 mà nó rất là dễ nha anh em. Hiện tại thì server từ sáng tới bây giờ lúc nào cũng là tràn ngập người vào trong đây để test. Cái clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Quảng cáo bao nhiêu đã cho các anh em biết rồi. Các anh em nhớ nha, các anh em vào trong đây là phải tạo tài khoản, tạo 5 con nhân vật rồi báo với mod cơ trưởng, cho nữa mình sẽ đợi full thông tin để cho các anh em vào trong đây để test được nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau.